Xin chào mọi người. Vừa qua mình có nghe một cái câu chuyện của một người em mà mình đang rất là hâm mộ. Cái câu chuyện này mình nghe rất là khó chịu. Thì hôm nay mình sẽ viết một đoạn của ca khúc Sai Lầm của anh. Thì mọi người cùng lắng nghe nhé. Mẹ từng nói với bao nhiêu người, con được sống cuộc sống trong xa hoa, con sẽ có chiếc xe với căn nhà, khi nằm mơ mẹ tặng cho con nha. Giờ lớn hơn con mới hiểu, không được tin người mẹ không sinh ta, vì lúc ấy con thật thà nên mẹ đã lợi dụng bao năm qua. Sai lầm lớn nhất con mang trong cuộc đời là đem tấm thân trao cho người mẹ nuôi. Tiền số của con năm qua ở đâu rồi? Làm việc không lương thì sao con chịu nổi? Giờ đây mẹ đã có những thứ mẹ cần rồi, thì xin hãy tha cho con người con nuôi. Cuộc sống của con năm qua quá mệt mỏi, sợ theo bước mẹ con sẽ đớn đau cuộc đời.